Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trong ngày một kiếp có tìm cầu, con đang nghe thấy chương trình tụng nguyện tạo như là nghĩa màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 414. Kinh Bồ Tát niệm Tam Muội niệm Phật. Quyển 5, phẩm 12, ba pháp. Bây giờ Đại Bồ Tát bất không kiến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát đầy đủ bao nhiêu pháp thì đạt được Tam Muội này? Đức Thế Tôn bảo Tôn Bồ Tát bất không kiến: Nếu Bồ Tát có đầy đủ ba pháp thì đạt được Tam Muội mà chư Phật đã giả nói, những gì là ba pháp? Đó là không tham, không sân, không si. Như căn lành ấy, nếu Bồ Tát đó trụ nơi không tham thì đạt được đầy đủ bố thí bất la mật. Tâm ăn trụ ở pháp này rồi, tức thu giữ không tham, khiến cho căn lành thanh tịnh, lì hẳn bần cùng thì được giàu sang, đủ oai lực lớn như mặt trời chiếu sáng. Bồ Tát đã tu công đức như vậy đều vì tất cả các chúng sinh, nó có thể tuyên nói để họ đều tin tỏ. Được Tam Muội này không có gì khó, cũng sẽ mau thành tựu Bồ Đề Vô Thượng. Bồ Tát đầy đủ công đức thiện phi diệu này thì được trời người kính tin. Nếu Bồ Tát là có thể tu hành căn lành không sân thì sẽ đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Nếu Bồ Tát này ăn trụ nơi nhẫn nhục, bị người mắng chửi hoặc dùng dao gậy gia hại các trà cát chi phần, hoặc đoạn đức đoạn dứt đầu, như Tam Bồ Tát không sinh một niệm giận dữ và không nói những lỗi ác của người, với giữ lòng không sân để căn lành thanh tịnh, dùng tâm từ làm lợi cho tất cả chúng sinh, tu hành Tam Muội như thế, Bồ Tát ăn trụ vào Tam Muội này rồi, thì được cùng với chư Phật Thế Tôn hội ngộ, cho đến trong mộng luôn thấy Phật nằm ngồi kinh hành, đều được an lạc, chư thiên hộ niệm, không thấy mộng ác, thức dậy hoan hỷ, không bị đau gậy làm tổn thương, độc cũng không hại, không bị chìm trong nước, không bị lửa thiêu đốt. Bốn thứ cần dùng thường được đầy đủ, cùng làm cho tất cả đều hoan hỷ, sẽ mong được đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Nếu Bồ Tát trừ bỏ vô minh thì được đủ căn lành không si, quan sát chân chánh tu hành thì bài xá na, liên tháo giữa căn lành không si đối với tất cả pháp, quyết định tại phương tiện khéo léo, tức đạt đầy đủ bát nhã ba la mật. Nếu có người khác đến vấn nạn thì liên đối pháp được. Bồ Tát đầy đủ ba pháp như vậy thì sẽ mau đạt được Tam Muội báu này. Lại nữa này, Bồ Tát bất không kiến: Nếu Bồ Tát ấy lại hành trì đầy đủ ba pháp thì sẽ đạt được định này. Chỉ gì là ba? Nó quan sát tất cả các hành là vô thường, nó quán tất cả các hành đều là khổ, nó quán tất cả các pháp là vô ngã. Bồ Tát đầy đủ ba pháp như vậy sẽ đạt được định này, giải mau thành tựu Phật đạo. Này Bồ Tát bất không kiến: Nếu Bồ Tát ấy nếu lại hành trì đầy đủ ba pháp sau đây sẽ được định này, sẽ mau thành đạo Bồ Đề Vô Thượng. Ba pháp đó là cúng dường cho Phật ở hiện tại, cho đến sở lợi của Như Lai diệt độ, dùng hương hoa cờ phước làm báu, các loại cho báu tốt để dân cúng, hoặc tự mình cúng dường hay khi người thực hành. Lại phát nguyện ta dùng căn lành nhân duyên bố thế này, quỷ đạt được Tam Muội mà chư Phật đã giảng nói. Này Bồ Tát bất không kiến, là ngợi khen công đức chân thật của Như Lai hiện tại với chư Phật bát niết bàn, lại khen giới công đức định tuệ giải thoát cho tới tri kiến, oai nghi thần thông biện tài giáo hóa, thành a lăng nhã cho đến pháp từ bi hỷ xả, lại khen ngợi vô lượng công đức dung mạo oai nghi tướng tốt pháp Phật thù thắng, lại khen ngợi rồi lại phát nguyện: Nếu ta khen ngợi công đức của chư Phật, xin cho căn lành này dù chỉ được một ít phước, cũng mong được Tam Muội mà chư Phật đại giảng nói, mau thành tựu Bồ Đề Vô Thượng. Này Bồ Tát bất không kiến: Đây Bồ Tát ở chỗ các đức Phật nghe tin gọi công đức của Tam Muội này sẽ có ba điều tùy hỷ. Những gì là ba? Như thuở xưa, Đức Phật ở quá khứ đã từng tu hành Bồ Tát, còn đạt đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, như chư Phật kia còn đạt Tam Muội này, ta cũng theo học cầu Tam Muội ấy. Còn về lợi ích lợi mình và lợi người, nghe Tam Muội rồi liền xin tùy hỷ, ta cũng nên tuận theo sự vui sướng đó. Đây là vui sướng theo thứ nhất. Này Bồ Tát bất không kiến, như Như Phật Thế Tôn ở vị lai cũng sẽ tu tập hành Bồ Đề, nghe Tam Muội này vì lợi mình và lợi người phát sinh tùy hỷ, ta cũng tùy hỷ. Đây là tùy hỷ thứ hai. Nếu các đức Như Lai ở đời hiện tại an ổn đạt mọi diệu lạc,
chất hạnh hành bất thiện bỏ mọi nẻo ác, nhân huyễn thuật biến hóa, các loại kỹ nhạc tất cả các thứ ác đều phải xả lìa, thiền định đại bi sâu xa đều đầy đủ. Như thuở xưa chư Phật quá khứ đã từng tu hạnh Bồ Tát, nghe tên muội này liền mong cầu đạt sinh tâm tùy hỷ. Nay ta cũng vậy, cứ như chư Phật ở quá khứ mà tùy hỷ, đó là tùy hỷ thứ ba. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, ba sự tùy hỷ này đều cùng kết hợp phát nguyện. Nếu ta đã được công đức của căn lành, tình nguyện cho chúng sinh từng được định này, này Bồ Tát Bất Không Kiến, Bồ Tát đầy độ ba tùy hỷ này cũng sẽ mong được tam muội như vậy. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu thì nam thì nữ tùy hỷ định này thì được khối công đức của căn lành. Căn lành này nên dùng thí dụ để làm sáng tỏ. Như có một người lấy số cát nơi những sông Hằng trong tam thiên đại thiên thế giới làm thành một đống. Ở trong đống cát lớn đó lấy ra một hạt cát ném qua cho lượng không thể nghĩ bàn ức na do tha vô biên thế giới, lại lấy ra một hạt cát ném qua vô lượng vô số thế giới. Cứ như vậy lần lượt đến hết đống cát lớn đó, các thế giới này dù cho thầy toán giỏi thì đệ tử của ông ta có thể biết được số lượng đó không? Bồ Tát Bất Không Kiến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những người này không thể biết được, chỉ có tôn giả Xá Lợi Phất và Bồ Tát Bất Thoái mới có thể biết số lượng của thế giới ấy. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: Những châu báu đó đầy ấp trong bao nhiêu thế giới không thể nghĩ bàn, khối lượng ấy cao hơn chỗ ở của chư thiên cho đến cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dùng châu báu này đem cho các chúng sinh thì nam thì nữ ấy được phước có nhiều không? Bồ Tát Bất Không Kiến bạch Phật: Rất nhiều thưa Thế Tôn, là vô lượng vô biên. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: Ta sẽ nói với ông, nếu thì nam thì nữ nào đối với số châu báu này có đầy trong cõi chư Phật, dù để bố thí cho tất cả chúng sinh, hoặc thì nam thì nữ nào nghe tam muội ấy và ấy với ba tùy hỷ rồi phát nguyện cầu đạt được bồ đề vô thượng, cũng là ưa thích tu tập đa văn, thì thiện nam thì nữ ấy có được công đức hơn phước bố thí của người kia vô lượng vô biên không thể tính đến. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: Tam muội niệm Phật này tức là mẹ của tất cả căn lành, người nói như vậy gọi là nói chân chánh. Phẩm 13: Khuyến trí. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: Giờ thuở xa xưa, đã qua A Tăng Kỳ vô số đại kiếp, khi đó có Đức Phật là Bảo Thắng Quang, đủ 10 tôn hiệu Như Lai ứng cúng trên biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thường sĩ điều ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời không ai sánh bằng, tất cả hàng trời người đều cung kính, đều được điều phục giải thoát vượt khỏi bờ sinh tử. Thế Tôn là vô thượng tối thắng, là thầy bảo vệ, cứ giúp cho tất cả thế gian thấu rõ về đời này đời sau, thuyết pháp các phần đầu giữa cuối đời thiện, giảng dạy nghĩa lý sâu xa, lời nói vi diệu khéo léo để độ tướng phạm hạnh thanh bạch. Khi ấy Đức Như Lai Thế Tôn Bảo Thắng Quang cùng với ba vạn ức trăm ngàn thanh văn đang ở chỗ kinh hành đều trụ học địa, được hàng trời người cung kính. Đức Phật bảo Thắng Quang ấy từ chỗ nằm ngồi dậy, suy nghĩ các thanh văn này đều trụ học địa, cho nên tùy theo chữ thích vì họ thuyết pháp sâu xa, khiến họ mau dứt hết các lậu. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: Ngay lúc đó Đức Phật bảo Thắng Quang liền hiện sức đại thần thông, khiến tam thiên đại thiên thế giới này đều thành khói lửa đầy khắp trong đó. Các thanh văn ấy thấy sự thần biến này đều không sinh sợ hãi, là rất hoan hỷ với như tỳ kheo được an vui tối thiền. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: Về phần cuối đêm, Phật bảo Thắng Quang vì chúng thanh văn mà thuyết pháp, liền hiện ra đủ các tướng thần thông biến hóa. Lúc này Phật bảo Thắng Quang bảo các thanh văn: Tỳ kheo, các ông có thấy khói lửa trong tam thiên đại thiên thế giới này không? Tỳ kheo thưa: Dạ vâng, chúng con đã thấy thưa Thế Tôn. Tỳ kheo nên biết các hành hữu vi là vô thường, khổ không, tất cả các pháp đều không có ngã. Vì sao? Vì thân này là bất tịnh, chính lỗ thường bài tiết đầy những thứ bất tịnh. Các hành vô thường là pháp lưu chuyển, mỏng manh không chắc chắn, một niệm cũng không trụ, bị sinh lão bệnh tử bức bách giống như lửa huyễn bọt tụ trên mặt nước, không nhân
không chủ như cái cỏ lất đáng nhàm chán nên mau xa lìa. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: ba và ức trăm ngàn thanh văn này khi nghe Phật bảo thắng quan thuyết pháp thì thấy pháp, trụ pháp, lựa chọn được pháp lành, vượt qua bốn điên đảo, đối với Phật pháp tăng được pháp lành thanh tịnh, không tin tưởng nơi người khác, cái lậu đều dứt hết. Lúc đó tất cả thanh văn đồng thanh bạch Phật: đúng vậy Thế Tôn, các hành hữu vi là vô thượng khổ không, tất cả các pháp đều vô ngã, thân này bất tịnh là dãy của uế rất đáng nhàm chán nên mau lìa bỏ, đúng như là dãy của bậc thánh, đúng như là dãy của bậc thánh. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, đã có ba thứ thể hiện là thể hiện thần thông, thể hiện dạy bảo và thể hiện thuyết pháp. Phật bảo thắng quang dùng các thể hiện này để được phục chúng thanh văn và ba vạn ức trăm ngàn nơi cho ta các Bồ Tát đạt đến ba môn giải thoát là không, vô tướng, vô nguyện, khi tất cả đều sẽ chứng đắc Bồ Đề vô thượng. Đức Phật bảo Bất Không Kiến: cái Bồ Tát này nghe Đức Thế Tôn kia nói về tam bội báu, giáo hóa hàng trời người, tám vạn bốn ngàn ức trăm ngàn năm chuyển pháp luân, rồi sau đó diệt độ. Bồ Tát Bất Không Kiến bạch Phật: bà Thế Tôn, Đức Như Lai bảo thắng quan kia xuất hiện ở đời để phục được bao nhiêu thanh văn, chánh pháp, tượng pháp trụ nơi thế gian được bao nhiêu năm? Thế Tôn bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: tam thiên đại thiên thế giới như vậy, với tất cả các tinh tú có thể tính toán biết số đó, còn các chúng thanh văn mà Đức Phật bảo thắng quan địa phục giáo hóa là vô lượng vô số, không thể hạn lượng. Sau khi Phật bảo thắng quan nhập niết bàn, giáo pháp trụ ở đời đủ 80 ức na do tha trăm năm, tượng pháp trụ ở đời 12 ức năm. Khoảng giữa thời gian ấy có Phật ra đời, hiệu là Từ Hạnh, toàn mạng không thể lường tính. Thân của Đức Phật đó cả một do duyên, thân người trong cõi nước bằng sáu cõi lô xá, vòng tròn của hoa sen cũng là như vậy, đồ dùng hoa này đã khắp đại địa, tất cả chúng sinh dạo chơi trên đó. Bây giờ có thế giới tên là Đa Liên Hoa, đất ở cõi đó mềm mại giống như nhung lai, cái thân xúc chạm giống như chạm vào áo trời, các thể chúng sinh đều an lạc, là như cung điện của chư thiên. Ở cõi trời tự tại, các chúng sinh này muốn đi qua biển đông, chỉ trong chốc lát liền đến được bờ kia. Các phương Nam Tây Bắc cũng là như vậy. Nếu có chúng sinh mong cầu điều gì thì khởi tâm là liền được. Khi Đức Phật bảo thắng quang mới thành đạo, phần đất liền trong bốn biển đó dài rộng đủ 8 vạn ức trăm ngàn nơi cho ta, các chúng thanh văn nhiều đầy khắp trong đó. Các A-la-hán đều tỏ thực một lần, chỉ trừ Mật Tích Kim Cang, A-nan và A Dật Đà. Tám dục na do tha Bồ Tát bất thoái chuyển thành Đức Như Lai Thế Tôn Từ Hạnh. Chỉ các Bồ Tát nói về tam muội, khi sắp phân biệt nếu bày rõ về nghĩa ấy, chỉ trong một âm liền nói kệ: nếu người xuyên phương tiện cầu học hạnh xuất gia, giúp tu pháp tối thắng, phá trừ bốn quân ma, giống như đại tượng phương dẫn lên đám cỏ non, nếu người muốn mau đắc đạo Bồ Đề vắng lặng, nên vì các chúng sinh tu hành tam muội này, diễn giảng pháp tịnh diệu, bố thí mọi niềm vui, người này cùng với Phật đồng một tâm đại bi. Sau khi Đức Phật tự hạnh bát niết bàn, có một tỳ kheo tên là Thọ Vương ở trong chánh pháp nơi giảng rộng rãi, lưu hành kinh điển vi diệu nơi Bảo Vương tam muội này, lại có chuyển luân vương hiệu là Đế Tràng Thiên, đủ oai đức lớn, dùng chánh pháp trị đời, và do ấy có thành tên là Đế Tràng Xứ, dài rộng với nhau bằng 12 giới duyên, đều dài, đền đài lầu khác đều bằng vàng rộng, dùng vô số tơ lụa đủ các hình sắc, các báu để trang nghiêm. Bốn mặt thành được có ba cửa, ba nước tráng lệ như thành thiện kiến. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, chú Đế Tràng ấy dịp phần cuối đêm trong giấc ngủ say thế có trời tịnh cơ đến chỗ ông. Ở trong mộng bảo, đại dương nên biết có tam muội tên là tam muội niệm Phật, chư Phật đại giả nói. Cho có Bồ Tát tu trì tam muội này thì thường được sinh ở cõi tịnh, luôn thấy Phật biện tài về thế gian và số thế gian đều đầy đủ, ắt sẽ mau đạt được đạo quả Bồ Đề vô thượng. Trong mộng, vua bỗng nhiên kinh sợ thức dậy thấy vị trời này đang ở trước mặt liền thưa: ai có thể tọa trì tam muội niệm Phật sâu xa như vậy?
trời Bảo Vương cách đây không xa có đại tỳ kheo tên là Thọ Dương, thường ưa thọ trì độc tụng, diễn giảng tu hành đúng như ngôn thuyết, đưa giới tam muội sâu xa này. Bây giờ vua đã tràn từ chỗ ngồi, từ chỗ vị trời kia, thọ nhận tam muội và tên gọi của vị tỳ kheo, hết lòng nhớ nghĩ, không khiến quên mất. Giờ lúc sáng sớm điều bằng bốn thiên hạ, kim luân bảy báu và tám vạn ức số vô số trăm ngàn cung nhân, thầy nội được cầu pháp tam muội sâu xa. Nên liền cùng với quý thuộc đồng thời sẽ bỏ nhà cùng nhau đi đến chỗ tỳ kheo Thọ Vương. Ngài Bồ Tát bất không kiến khế bốn chúng nơi vị tỳ kheo kia và tám bộ chúng trời đồng đều cùng vây quanh, có chín vạn ức chư thiên cõi dục, tám vạn nơi cho ta các Bồ Tát cùng với quý thuộc cung kính hầu cận. Lúc đó tỳ kheo Thọ Vương về đại chúng nói tám mùi niệm Phật sau xa ấy. Đại vương đế tràng đến giờ đó dùng cái chảo báu cõi trời ra lên tỳ kheo Thọ Vương, năm vóc sát đất chế tâm đảnh lễ, lại đem tám vạn hoa vàng rồng thanh tịnh với diệu hoa mạng đà la hương bột trầm thủy cõi trời chế tâm cung kính dâng lên tỳ kheo. Cũng dừng xong, nhà vua cùng với quyến thuộc đều xuất gia mặc pháp phục thanh tịnh, chỉ muốn tu tập tam muội này nên phát tâm cúng dường hằng hà sa cho lượng chư Phật đã cùng với quyến thuộc cầu đạt tam muội ấy. Trong tám vạn bốn ngàn ức na do ta nằm luôn thân cận cúng dường y phục đồ ăn thức uống và các chảo báu cho tỳ kheo Thọ Vương, thường tự mình tọa trì độc tụng và nói tu hành đúng như ngôn thuyết đối với tam muội ví dụ này, là cùng giáo hóa vô lượng chúng sinh lấy đại bi làm tâm, là ngay từ đầu không hề biến giác. Bồ Tát Đế Tràng và quyến thuộc kia nghe thầy Thọ Vương giảng nói pháp tam diệu, chí tâm thọ trì chứ từng tạm bỏ, cũng cấm sâu xa luôn tưởng đó là như Phật, xin năng tinh tấn tu tập không dừng nghỉ, thì kheo Thọ Vương đã thành tựu cho tám vạn ức ngàn trăm ngàn tỳ kheo kia tu hành. Bồ Tát đã đến quả vị bất thoái, sau đó mới diệt độ, các quyến thuộc cũng đều mạng chung. Bây giờ lại có Đức Phật xuất hiện ở đời, tên là Diêm Phù Tràng, đầy đủ 10 tôn hiệu. Tỳ kheo Đế Tràng gặp Đức Thế Tôn ấy, cung kính cúng dường, thưa hỏi thọ nhận tam muội sâu xa này, thọ trì độc tụng tu hành đúng như ngôn thuyết, tạo lỡ cho hết thảy hàng trời người thế gian được lợi lạc lớn nơi Bồ Đề vô thượng. Tỳ kheo Đế Tràng nói dạng rộng khắp lưu hành định sâu xa mà chư Phật đã nói, đã qua 3.000 kiếp sẽ thành chánh giác, là có thể thành tựu cho chính ức trăm ngàn nơi cho tha cho lượng quyến thuộc, khiến họ đều an trụ bất toái nên đạo quả Bồ Đề. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Bất Không Kiến, đại tỳ kheo Đế Tràng Vương thời đó đâu phải là người nào xa lạ, hiện nay thành Phật là cao hạnh Như Lai Thế Tôn, ứng cúng chí biến tri đầy đủ 10 tôn hiệu. Lại nữa này Bồ Tát Bất Không Kiến, đây ông nên biết do diệu lực tu oai thần của ta bữa ấy nên đã đem lại nhiều lợi ích cho vô lượng chúng sinh như vậy, dù chỉ nghe một ít cũng thường gặp Phật ra đời. Này Bất Không Kiến, các Bồ Tát được nghe một ít về tên gọi của tam muội này cũng thường gặp Phật ra đời, huống nữa là Bồ Tát đối với hiện tại để nghe nói về tam muội này thọ trì độc tụng thì phước đức như trên đã không thể lường tính, huống chi còn có thể lòng nghe thọ trì độc tụng giảng nói tu hành đúng như ngôn thuyết. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, hoặc có hàng Bồ Tát đối với đại thừa, bất chư Phật thừa, Tây Băng thừa và nhân thiên thừa, họ có thiện nam thiện nữ, tất cả chỉ được nghe tam muội ví dụ này, thì các Bồ Tát già thiện nam thiện nữ ấy cũng sẽ đạt được đạo quả vô thượng chánh giác. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, ví như có người ở cõi Diêm Phù Đề lên từ ánh sáng biết chắc là mặt trời sẽ mọc, có bao lâu ánh sáng lớn ấy chiếu khắp người nơi cõi Diêm Phù Đề, nhưng ánh sáng của mặt trời nó có thể phân biệt được màu sắc sắc xanh vàng. Như vậy này Bồ Tát Bất Không Kiến, nó có hình giả nghe tấm lược và tam muội mà chư Phật đã nói thì thiện nam thiện nữ ấy không lâu sẽ được Bồ Đề vô thượng. Như thấy tương ánh sáng kia tức biết mặt trời sẽ mọc, ông nên tin sau tam muội ví dụ này, tọa trì nhớ nghĩ cho sự nghi hoặc. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nhớ kiếp sắp tận, khi sáu mặt trời xuất hiện tất cả đại địa đều tạnh khói lửa, khi bảy mặt trời xuất hiện đất đốt cháy tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy Bồ Tát Bất Không Kiến, đối với những thiện nam thiện nữ này, dù người có học đại thừa hay không học đại thừa, nếu nghe được một ít tam muội báu này mà biết ghi chép thọ trì đọc tụng và nói về nghĩa lý thì cũng sẽ mau đạt được đạo quả Bồ Đề vô thượng. Này Bồ Tát Bất Không Kiến,
Những thiền nam thiền nữ đó ví như đào giếng, nếu thấy đất ẩm nhất định biết nước không còn bao xa. Hôm nay Bồ Tát Bất Không Kiến đã có Bồ Tát cho các chúng sinh để cho tham mười niệm Phật mà chư Phật đã nói, dốc sức ghi chép, thọ trì đọc tụng giảng nói ý nghĩa tu hành, đúng như ngôn tuyết, nhớ nghĩ không quên cho các thiền nam thiền nữ ấy, không bao lâu sẽ được Bồ Đề Vô Thượng. Nên Bồ Tát Bất Công Kiến, ví như có người đúc phải viên kim cương, khi các thiền nam có trí tuệ ắt biết người này không bao lâu sẽ chết, do kim cương rất khó tiêu. Như vậy này Bồ Tát Bất Không Kiến, những thiền nam ấy, nếu có người đối với tam muội báu với diệu này mà thọ trì, đọc tụng, rồi nói nghĩa sâu xa, cho đến chỉ nghe một ít pháp tam muội thâm diệu thì thiền nam thiền nữ ấy không bao lâu sẽ được Bồ Đề Vô Thượng. Vì sao? Vì tam muội niệm Phật mà chư Phật đã nói, giống như kim cương. Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, các bậc ứng cúng chánh biến tri đã giảng đều phân biệt tuyển lựa, dùng oai thần để gìn giữ bảo vệ khi các hành giả tạo nghiệp không mất. Bồ Tát nên tu tập như vậy là muốn đem lợi ích cho hết thảy thế gian, gọi là hàng Bồ Tát ưa thích hạnh này. Như vườn hoan hỷ ở cõi trời Đấu Loại, nếu có ai trông thấy thì thân tâm vô cùng hoan hỷ. Bồ Tát như thế được tam muội này nên mau thành tựu đạo quả chánh giác. Đối với chỗ chưa nghe về các chương cố, nó muốn tu tập được cũng không có. Ví dụ thầy, thời xưa tất cả chư Phật về lợi ích nên phân biệt nếu bày đầy đủ về công nghĩa, an trụ vào pháp giới. Các đại Bồ Tát thâu giữ, ủng hộ diện nói giáo hóa, khiến vui thích chánh đạo, pháp môn giới nghi thức thứ lớp. Như vậy Bồ Tát đại sĩ đã phải nên biết. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, và có Bồ Tát đối với tam muội chư Phật đã nói, nếu chỉ nghe được nghe một ít thì những người ấy cũng sẽ mau đạt được Bồ Đề Chó Thượng. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, cho nên hôm nay ta vì ông mà phân biệt mà bày diễn nói, ông phải nên biết, nếu ai được nghe tam muội niệm do Phật chư Phật đã nói này mà thọ trì giải thích thì không bao lâu sẽ đạt được đạo Bồ Đề Vô Thượng. Vì thế hôm nay ông phải nên thọ trì đọc tụng tu hành cho đến biên chép, cũng nên phân biệt giảng nói giả hết thảy bốn chúng, các chúng quốc vương đại thần sám bốn bà la môn cho các vị học. Vì sao? Vì những người này nếu được nghe thì sẽ hành trì đầy đủ đạt đến Bồ Đề Vô Thượng. Hôm nay Bồ Tát Bất Không Kiến, những thiền nam thiền nữ này phải có quyết định và chí tâm tin tưởng thanh tịnh giờ tam muội sâu xa này. Vì sao? Vì đó là chỗ xương tán của tất cả chư Phật thuở xưa. Nay ông nên đem ý không thể nghĩ bàn, một lòng chăm chú nhớ nghĩ thọ trì tinh sâu định này, siêng năng tinh tấn tu tập, khiến cho tâm tương tục. Vì sao? Vì tam muội này đều là lời nói chân thật của chư Phật, lời nói tùy thuận của Phật, cho đến là điều hành sự của Phật, là sự lựa chọn phân biệt chỗ chứng biết của Phật, là tài sản quý báu sâu xa tạo các bản sự của chư Phật, là nhân duyên để sinh ra pháp tạng của chư Phật, là thanh ấn bí mật rốt ráo của chư Phật, là trí tánh như thật, là chân thật của chư Phật. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, tam muội này sinh ra vô lượng căn lành cho người thực hành, thì được sinh ra nơi các tộc họ Đại Sát Đấu Loại, Đại Bà La Môn và các tộc họ thù thắng khác, luôn có được oai lực lớn, chắc chắn thành tựu Bồ Đề. Vì sao? Như chư Phật đã nói, tam muội niệm Phật là kinh điển tâm diệu, có thể cho chúng sinh quả chất thật, cũng có thể khiến hành giả được vô biên phước. Nếu có người nghe thì người này sẽ được vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, cái nhóm công đức không thể nghĩ bàn. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nay ta sẽ nói ví dụ để so sánh giải pháp đó. Thành tựu đầy đủ nghĩa này, người trí dựa theo ví dụ liền hiểu. Giống như các Bồ Tát hành đại thí, thường vào sáng sớm cho đến giữa trưa và chiều, một ngày ba thời cho sức nhớ kỹ tam muội của Như Lai, nêu dùng các vật báu, đủ các loại báu đầy khắp hằng hà sa đại thiên thế giới, để cúng dường ức ngàn hằng hà sa Như Lai Thế Tôn và chúng thanh văn, trải qua trăm ngàn ức na tha, hằng hà sa kiếp hành đại thí như vậy để cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến, đại Bồ Tát này đã được công đức như thế là nhiều không? Bồ Tát Bất Không Kiến thưa, rất nhiều thưa Thế Tôn, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến, ta sẽ vì ông phân biệt giả nói và căn lành của sự bố thí này. Như tam muội do chư Phật đã nói này là chân thật bậc nhất,
là chính từ kim khẩu Phật nói ra. Nếu ai có thể biên chép thọ trì đọc tụng diễn nói phân biệt giảng nói thì sẽ tạo được vô lượng các nhóm công đức. So với công đức đã nói ở trước thì phước này nhiều hơn. Bốn gì nghe rồi có khuyên người thọ trì rộng vì bốn chúng mà phân biệt giảng nói. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nay ta nói có công đức báo ấy là không thể cùng tận. Phẩm 14 bản hạnh của các Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát Bất Không Kiến, Bồ Tát Thiện Hiện, Bồ Tát Thiện Hoan Hỷ, Bồ Tát Vô Lượng Thị Hiện, Bồ Tát Vô Lượng Lực, Bồ Tát Vô Lượng Tràng, Bồ Tát Vô Lượng Minh, Bồ Tát Vô Lượng Thắng, Bồ Tát Vô Lượng Trí, Bồ Tát Vô Lượng Tu Vương, Bồ Tát Vô Lượng Ý, Bồ Tát Vô Lượng Thắng Tư, Bồ Tát Vô Lượng Định, Bồ Tát Phân Biệt Nhất Thiết Pháp Ý, Bồ Tát Phân Biệt Hư Không Ý, Bồ Tát Phân Biệt Vô Trước Ý, Bồ Tát Vô Lượng Bảo Ý, Bồ Tát Nhất Thiết Tịch Định Tự Tài, Bồ Tát Hiện Giáo Chiếu Ý. Như vậy có tới 900.000 ức na do tha Bồ Tát đều là bậc thượng thủ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ là y phục, có phải quỳ sát đất chắp tay cung kính bạch Phật. Và Thế Tôn, cho con đối với tam muội niệm Phật sâu xa của Bồ Tát, cho chư Phật đã nói, xin hết lòng nhớ nghĩ tọa trì biên chép đọc tụng, lòng phân biệt giảng nói, như tuyết tu hành, khiến tâm tương tục cho đến đạt được Bồ Đề. Vì sao? Vì chúng con đối với những kinh điển thâm diệu mà chư Phật đã giảng thuyết, tất cả tướng mạo chưa từng thấy, biết đầy đủ. Nếu có người, nếu có nhiều người ưa thích siêng tu, tôi có thể tăng trưởng tạo ra mọi được mọi sự an vui. Vì sao? Vì nếu có thể từ lớp tu hành pháp ấy ghi giáp độc tụng của chỉ dạy người khác thọ trì giảng nói, tất nhiên cũng sẽ được đầy đủ Bồ Đề vô thượng, dần dần tăng tiến thành tựu trọn vẹn. Bây giờ Đức Thế Tôn biết những suy nghĩ trong tâm của các đại Bồ Tát do thường pháp của Phật nên liền mỉm cười, tự diện bông pháo đá ánh sáng đủ các màu, các báu xen nhau. Đó là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, xích chân châu, tạo vô số các màu sắc vi diệu. Ánh sáng ánh tỏa đó, chứa khắp vô lượng thế giới soi sáng rực rỡ đến cõi trời phạm thế. Từ trên lại hạ xuống, trụ nơi đỉnh đầu Đức Phật. Giống như đế tràng báu ở cõi trời tịnh hỷ, dài thẳng đẹp đẽ, rất đáng ưa thích tam thiên đại thiên thế giới, cõi này thể đều trang nghiêm giống như chuỗi ngọc. Lúc đó đại chúng gấp Bồ Tát thấy tướng thần biến này, đều ngạc nhiên ca tụng hay thay, hy hữu thay thần thông của Như Lai. Khi có đại Bồ Tát tên là Tàm Quý, an định phát chúng ý hạnh, liền sửa lại y phục với phải quỳ sắc đó cung kính chắp tay chiên ngưỡng Thế Tôn, dùng hương bột trầm tùy bí diệu và hoa mạng đà trời dân cúng, rồi trước Phật nói kệ. Điều ngự không gì sánh, tướng sắc thân phi diệu, giống như cây hoa trời, mùi thơm tỏa mùi phương. Đại đấu hành ý lạnh, tu tập vô lượng trí, bậc điều ngự đại oai, thương xót các nẻo ác. Của sinh vô lượng trí, nói duyên gì mỉm cười, đi tối thắng vô biên, oai đức không ai bằng, vì sao hiện mỉm cười. Xin nói nhờ nhân duyên đó, tam thiên đại thiên này, tất cả các thế giới, trang nghiêm như anh lạc, sạch như trời đáo lợi, người thế đều hoan hỷ. Nhân gì hiện cười này, người mù được thấy sáng, người điếc liền được nghe, người cuồng loạn chánh niệm, công ngậm đều nói được. Nên vì nhân duyên gì hiện ra mỉm cười này, do ngựa và loài chim đều phát tiếng hòa nhã, tất cả các nhạc cụ không trội tự nhiên vang. Nên vì nhân duyên gì Thế Tôn bỏ mỉm cười, phương trên các chư thiên và dưới người thế gian, các âm nhạc di diệu đều tấu âm thù thắng. Nhân gì hiện cười này, của sinh gì con nói, hay thay hơi hữu thay, rồi người đều cùng thấy. Vì nhân duyên gì vậy hiện ra mỉm cười này, điều ngự lượng Thế Tôn vì thương xót chúng sinh, nguyện nghe ý Phật cười khiến con được trong lành. Bây giờ Đức Thế Tôn biết ý thưa hỏi của Bồ Tát Tàm Quý An định phát chung ý hạnh và các Bồ Tát khác, nên Đức Phật liền tuyên nói như hằng hà sa đẳng bậc ứng cúng chánh biến tri đã nói. Đức Phật nói kệ: Bà các chúng Bồ Tát, các ông phải nên quán sau vàng 8.000 ấy, tất cả thiện nam tử tôi xưa đã lưu lạc, nay lại tu Bồ Đề, ta nguyện rằng chúng ta đều trụ trong sanh tử, sẽ đến chỗ Mâu Ni, sẽ thọ trì cái này, là thích nghe cái đấy. Tối thắng không nghĩ bàn, với chư Phật đã nói, tâm thường không nhàm chán. Để ta sẽ bảo ông, các chúng Bồ Tát này chẳng phải một Đức Phật, phát tâm cung kính sâu. Nhớ nghĩ thuở xa xưa, 3.000 sâu ức kiếp, 100.000 đa do tha, đã thâu pháp lợi ích. Bây giờ ở chỗ ấy mới khởi tất cả hạnh,
Lời nói đời trước kia, chỗ hằng xa đại trí, là sớm mới khởi hạnh, thao dự pháp tối thắng. Người tệ xóa cầu pháp, tâm thường không dán đủ, luôn sợ thân mạng của để cầu đạo Bồ Đề. Nhớ thuở xưa hằng xa, kiếp không thể nghĩ bàn, thật có đấng chánh giác, vô thượng đại thắng quang. Chỗ ấy mới khởi hạnh, để cầu pháp lợi ích, lại nơi bảo thắng điệu diệu, đại minh và điện quang. Chiều tất cả khó nghĩ, đều là chỗ đại tiên, ban nghiệp trì pháp này, thao giữa đạo tối thắng, nhật quang và nghiệp quang. Biển công đức khó lường, đầy đủ tất cả hạnh, chỗ chư Phật như vậy, nơi này mới phát tâm, để cầu đạo Bồ Đề. Là ở đời trước kia, gặp đấng mãnh quang, oai quang, cùng với Phật Sư Tử ở chỗ Như Lai ấy, ban nghiệp thọ pháp này, cầu Bồ Đề bậc nhất. Ở đời quá khứ kia, chư Phật thường nói nhau, Như Lai Sư Tử Tràng, công đức đều đầy đủ. Chúng ấy đã lại phát tâm để cầu pháp lợi ích, là có Phật phương khác, hiệu là Thắng Đế Tràng, địa phục ở thế gian, đối chỗ chư Phật kia để cầu pháp tối thắng. Thao giữ tuệ vô thượng, vô lượng trí đều sinh, chư Phật không nghĩ bàn, nghe pháp âm cao xa, nơi Thế Tôn như vậy, ban nghiệp thọ pháp ấy. Cầu Bồ Đề bậc nhất, số nói Phật thiện nhãn, vô biên đại tràng, phát tâm dụng mạnh này, cầu Bồ Đề vô thượng, lại nói quan lục vương, cõi thần thông biến hóa, trụ nói đại tiên này, cầu Bồ Đề tối thắng, điều người quan hiêm sinh, vô lượng tướng đức sáng, nơi ấy mới phát tâm cầu tam muội báu này, diêm quan và đại chúng, Phật minh tụ hàng oán, chủ Thế Tôn như vậy, cầu pháp ban vui chúng, Như Lai nhất thiết quan, năng tư và nhật minh, thiện thệ vô lượng lực, Phật vô biên định y, hay các thế tôn kia, phát tâm ban pháp lạc, đấng đại thánh kim hoa, chánh giác thiện hoa hương, Phật A Nan nhã hành, và Như Lai hiếu lậu, chỗ chư Phật như vậy, kính cầu đạo tối thắng, phương này và cõi khác, vô lượng trí quá khứ, năng lượng túc tôn kia, tọa trì tam muội này. Thân khẩu ý xuyên tu, cầu Bồ Đề đệ nhất, dùng các nghiệp lành ấy, có dường thiên trung tôn, đều đầy đủ tám dạng, thường cầu đạo vô thượng, tất cả Bồ Tát ấy, đông chung lìa đường ác, hết thảy cùng đông đủ, thường phụng đấng nhân thiên, lì hẳn pháp tài hoặc, không sinh nhà ti tiện, xa lìa trí thức ác, thân cận với bạn lành, nắm giữ các công đức cho đến đạo Bồ Đề, ở đời vị lai sẽ gặp được đấng Di Lặc, cúng dường tiên trung thiên, quyết giữ đạo giác ngộ, sau Phật từ thị diệt, Phật Sư Tử điều ngự, ở chỗ Thế Tôn kia, vì pháp tịnh ba nghiệp, ta dự các thắng hạnh, để cầu đạo chánh giác, ngàn Phật trong hiền kiếp, do thượng lượng túc tôn, nên vị Bồ Tát này, tuy nói pháp vi diệu, là con của thiện thể, ác được sắc vô ngại, qua hiền kiếp này rồi. Như là do lượng quan, nguyệt hiển và hiền quán, nói nhau hiện ở đời Phật hiền quán diệt độ khoảng giữa rất lâu dài, Như Lai Đa La Tràng tiếp nối giáo hóa rộng, các người trí sáng suốt vì pháp hành cúng dường, đấng Đa La Đại Thánh đã nhập vào niết bàn, Như Lai phân biệt thế sau đó sẽ thành Phật, vì tha muội sâu xa dân kính pháp vương kia, Phật phân biệt diệt độ, đấng thì hiện ra đời, ngày thì hiện đã hết, chỗ dựa hoa thượng thế, lần lượt thành chánh giác, sơ sinh nhất thiết kiến, hoa thượng đã thiền thệ, Phật Âu Bát La Thắng xuất hiện ở thế gian, cố dường lưỡng túc tôn, Âu Bát La diệt độ, Gautama nương đời, kế đến thành Bồ Đề, Phật Tuệ Nhật diệt độ, đấng Trang Nghiêm đại thế, lúc đó hiện ở đời Trang Nghiêm thánh nhãn diệt, tiếp có chúng trí thắng, vì đối với pháp kia rộng cúng dường vô lượng. Chúng trí thắng diệt rồi, Phật thiện hiện đại trí, xuất hiện ở thế gian, thiện hiện niết bàn rồi, diệu trì thế nương thầy, kế tiếp đấng điều ngự, sau Như Lai diệu trì, Thế Tôn thiện di diệu, hưng khởi trí đệ nhất, nơi kia cầu Bồ Đề, Phật thiện vi nhiễu diệt, chánh giác vô lượng quang, đại thắng vô biên minh, đấng pháp phương hiện tiền, ba điều ngự như vậy, nối tiếp nhau ra đời, mặt trời tuệ lặng mất, tối xí niệm vương hiền, vì pháp lợi ích này, cũng dường có nghĩ bàn, biết Phật đương lai kia, chủ hết thảy thế gian, tòa hành Bồ Đề này, để cầu pháp thọ mạng.
Dùng các nghiệp lành ấy ở cõi này mạng chung, được cúng vô lượng thọ Phật đại oai hàng oái, đã gặp nhân trung tôn, rộng cúng dường vô biên, để được phát nghĩa lợi. Thôi bồ đề bậc nhất, đủ các thế giới kia, chỗ chúng đa thế trí, vì lợi ích chúng sinh, chẳng cầu năm dục lạc, cung kính nhiều ức Phật sẽ được trí vô ngại, thương xót hết các khổ, an lạc cho thế gian, được bồ đề tối thắng. Cõi kia rộng khó vàng, các báu rất trang nghiêm, do biên an lạc tịnh, nhiều ức na do tha, hết thảy bồ tát này khen nhau trung pháp phương, trí Phật không nghĩ bàn. Nay ta bảo các ông chư thiên về thế gian, nếu cầu học trí Phật cùng Như Lai bình đẳng, ngày nay thích trí Phật cầu học thắng bồ đề, do việc cầu bồ đề nên được pháp nhân tôn, chư thiên rồng dạ xoa, ca lâu ma hầu la và các cư bàn trà thường ủng hộ pháp Phật. Nếu người cầu bồ đề, hộ pháp nên như con, nếu cầu bồ đề Phật thì được quả báo lớn. Đoan nghiêm già thù thắng, sắc tướng như vàng rồng, thường vì tất cả chúng tuệ nêu nghĩa sâu xa, đầy đủ không nghĩ bàn, tất cả các công đức sắc trong phước nghiêm tịnh, báu thế gian tối thượng, rồi người không gì sánh, rồng quỷ đều ủng hộ người ấy nương bồ đề, cúng dường đấng tối thắng, vì lợi ích chúng sinh, khai thị pháp định sâu và 15 chánh niệm. Bây giờ trong chúng hội có Bồ Tát Tư Nghĩa, Bồ Tát Xả Phi Nghĩa, Bồ Tát Tâm Dũng Kiện, Bồ Tát Phân Biệt Tâm, Bồ Tát Vô Sang Ý, Bồ Tát Bạc Phiền Não, Bồ Tát Thiện Tư Nghĩa, Bồ Tát Chúng Trí, Bồ Tát Vô Phược, Bồ Tát Chúng Quang, Bồ Tát Trí Đăng Quang, Bồ Tát Tạo Trí Tri Thức, Bồ Tát Vô Đẳng Phiền Não, Thiên Đế, Thiên Tự Đế Tràng, Thiên Tự Ta Hóa được cùng cung kính bạch Phật. Bà Thế Tôn, hôm nay những lời của chư Phật nói đó là những lời gì? Vì sao gọi là chư Phật nói? Sao gọi là Phật? Nên niệm như thế nào gọi là niệm Phật? Là khởi thân niệm hay là khởi pháp niệm? Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát: hay thay, này các thiện nam, những điều các ông đã hỏi là sâu xa, khó nghĩ bàn, đều là nương vào sức oai thần của Phật phát sinh niềm vui, để nó bày biện tài vô ngại ấy. Chỗ thuyết giảng của chư Phật gọi là Phật nói. Chân niệm về tướng chân thật của các pháp gọi là niệm Phật. Sao gọi là chánh niệm? Là không vướng chấp nơi các pháp ác để phỉ báng, nên tu tất cả, không chê bai hủy bán pháp, nên xa lìa ngã cùng phi ngã, không thấy chúng sinh thọ mạng chủ tể nuôi dưỡng người cùng sự sinh, không chấp nơi sự tạo tác khiến tạo tác ấm giới các nhập tưởng đối tượng duyên xứ, đối với hết thảy các pháp đời này đời sau cho đến ba cõi đều không nương không nhiễm. Ta thấy các hành không lấy không bỏ, thiền định giải thoát giải sáu thần thông, như ý căn lực bồ đề giác vần, tỳ xá la vô lượng pháp lành. Nếu được nói về chính giải ức na do tha tam bụi sâu xa không thể nghĩ bàn, thì được niệm pháp của hết thảy chư Phật thường hành, trí tuệ phương tiện của Phật không thể nghĩ bàn. Theo đó mà ghi chép đọc tụng diễn giải kinh điển đại thừa, nói công đức của Phật gọi là Phật thuyết giảng. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: thường hay xả tất cả tướng hữu vi hư giả, chẳng thủ đắc pháp tánh, thì được tam muội này cho đắm vào phỉ báng và nhớ nghĩ phân biệt, lì hẳn ngã ngã sở, được tam muội như vậy không với các pháp ấm, thấy chúng sinh thọ mạng nhân ngã và sự sinh, sĩ phu cùng dưỡng dục, cũng không nghĩ phân biệt, đó gọi là nói pháp do các pháp không nhiễm ngã tánh và ngã sở, thấy thân chẳng ấm sinh, thì được tam muội này. Sắc thọ tưởng hành tức, tất cả không vô tướng, căn bản đều bất tịnh, biết được tam muội này, quán các pháp hữu vi, theo duyên chẳng tự tại, hết thảy không chân thật, hư dối không thể giữ, như pháp tử duyên kia, đó gọi là nhãn nhập, tai mũi lưỡi thân ý, đều không có tự tánh, nếu phân biệt rõ ràng, được sinh tam muội này, thân này không chân thật, ấm tụ không thanh tịnh, máu mủ ra chính lộ, ai ưa thích chỗ này, ý vào niệm niệm diệt, hư vọng thường như huyễn,
Nếu phân biệt sâu xa thì được tan bụi này, vì tất cả các nhập đều không, không có thật. Phàm phu như trẻ con mê hoặc chấp có thân, trường mê của tham ái không biết là hư vọng. Thân này như không tụ, chỗ ở của các giặc, pháp lỗi lầm hư giả, người trí thường chán lìa, quan sát kỹ như vậy thì được tam muội này, các pháp ấm giới nhập đều không không chân thật. Nếu người hay phân biệt được sinh tam muội này như lửa như bọt nước, như huyện như thân chuối, nên quán thân mỏng manh không thật hơn điều ấy cho các bồ tát này. Trí không hủy như vậy mong được tất cả Phật. Nói tam muội sâu xa, các pháp không tự sinh, cô không từ các có, rốt ráo không chủ trụ, pháp vô lậu cũng thế. Nói hay quán như vậy thì sinh tam muội này, bỏ tất cả hữu vi, các hình tướng đổi khác, pháp này như hư không, sinh là không thủ đắc. Bồ Tát biết như thế, tu học hết thảy pháp, mau được thắng Bồ Đề, chuyển pháp luân vô thượng. Bồ Tát ấy có thể tạo lập nơi pháp tràng, dùng trí không nghĩ bàn, phân biệt tất cả pháp, đều thấy là hư dối, rốt ráo không chân thật. Đề ta tuy gì ông, nếu rõ tam muội này, tướng nghi thức như vậy, ngày đó rất khó biết. Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, các Bồ Tát được pháp nhẫn vô sinh, lại ăn trụ vào tam muội niệm Phật, các Bồ Tát ấy đều thấy phương đông. Các Đức Phật Thế Tôn, nhiều như các sông Hằng đều giảng nói tam muội thanh tịnh bình đẳng này, không tăng không giảm, không hai không khác. Ngoài ra các ở các phương kia cũng là như vậy, đều có vô lượng ức na như tha như lai thế tôn cùng một lúc diễn nói tam muội niệm phật mà chư phật đã nói. Lúc này các bồ tát nghe đức phật nói, thân tâm vui vẻ rồi được an lạc tột bậc không gì sánh bằng, liền ở trước phật dùng kệ tụng nói về tướng đó: quy mạng thế quang minh, đại chánh giác mâu ni, đại pháp tánh y vương, phật thích ca biện trí, người nương sư tử vương hiện khắp các sắc tướng. Thấy cõi phương đông kia, nói cho tha chư Phật, vì thương xót chúng sinh, nói pháp như sư tử, đều phục nói cho tha các Bồ Tát như thế. Á trụ địa đồng chân, được pháp nhẫn vô sinh, khéo thuận tánh sâu xa, với pháp không chỗ hoại. Ngoài chính phương khác kia, tướng mạo cũng như vậy, đều thấy nhiều ức chúng. Nói cho tha chư Phật, dĩ như sư tử vương, chỗ nương mọi sợ hãi, vô lậu đều vắng lặng, chuyện pháp luân đệ nhất, chúng ấy không đến đi, tướng đó cũng không trụ, tất cả pháp không thật, tánh không, không sinh diệt, chúng sinh già tọa mạng, sĩ phu cũng như vậy, tất cả ấm giới nhập, không thật như hư không, với các, như các thú hoang, hoàn toàn không chỗ nương, các pháp thật không sinh, hoặc thân thường bất tịnh, tâm nhờ tham sinh tử, như trẻ con ngu khờ, nhiều ức nê, do kiếp, luôn khổ mà không chán. Phật dùng từ bi này để nói Bồ Đề ấy, vì thế các Phật tử thường bỏ thân tay chân, đầu mắt và tụy não, vợ con và quý báu đều có thể xả bỏ để hành Bồ Đề này. Có thể cho vợ con quyến thuộc và tài sản, bỏ ngôi vị trời người, thân thịt và gân xương, bỏ được điều khó bỏ, mau thành tựu chánh giác, thế giới và tối thắng, nhẫn tấn thiền trí tuệ, hành từ bi hỷ xả, để cầu trí vô thượng, Bồ Tát nên tu tập vì lợi ích chúng sinh. Đức Thế Tôn liền dùng kệ tụng đáp lại các Bồ Tát: nếu Bồ Tát nhiều kiếp tu hành chân như này, không khác không phân biệt, từ đó nói Bồ Đề, ta nói rất vắng lặng, khó được có thể thấy, nên khởi ý vô tận tu tập hành như vậy, Bồ Tát ấy sẽ được trí tiến gần giác ngộ. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì các Bồ Tát lực nói bốn pháp viên mãn Bồ Đề, nên bảo các Bồ Tát: này các thiền nam, nên học giới phẩm, khéo tự mình giữ cẩn thận, quan sát bảo vệ, xin khỏi phương tiện, siêng năng tu tập cho đến đạt được giác ngộ. Đối với các chúng sinh, thường khởi tâm từ để trừ các tướng và ngã kiến và ngã sở, mong cầu Bồ Đề vô thượng tối thắng, cho đến xả bỏ thân mạng tài sản và luôn bảo vệ sự thành tựu tăng trưởng bốn pháp như vậy, là phần căn bản của tam muội ấy. Phẩm 16 đại chúng phụng trì. Bây giờ Đức Thế Tôn nhằm biết chính dạng ức na do tha các chúng đại Bồ Tát đều đã tụ hội, là có 100.000 dạng ức Bồ Tát. Những Bồ Tát ấy sẽ ở chỗ Phật Di Lặc, khi thành đạo đều trụ ở quả vị bất thoái chuyển.
Khế ở phương Đông có chánh vạn ở trên ức trăm ngàn để cho ta các chúng Bồ Tát do Bồ Tát Phạm Thượng làm thượng thủ. Ở phương Nam là có chính vạn trên ức các chúng Bồ Tát cho đại Bồ Tát Trì Thành làm thượng thủ. Ở phương Tây là có chính vạn 9.000 các chúng Bồ Tát do Bồ Tát Đại Trí làm thượng thủ. Ở phương Bắc là có chính vạn 9.000 các chúng Bồ Tát do đại Bồ Tát Đại Quang làm thượng thủ. Là có vô lượng Bồ Tát ở thế giới hoan hỷ kia cũng đều đến tụ hội. Thiên Vương Phạm Thân, Phạm Vương Đại Hoa, vô lượng Phạm Vương đã đến tụ hội. Đã có vô biên trăm ngàn là do tha tất đại hoằng nhân do thiên chủ chúng niệm làm thượng thủ. Là có vô lượng trăm ngàn ức vạn là do tha tất đại thiên dương. Là có vô lượng dạ xoa cư ca lưu, dạ xoa trì mạng, dạ xoa thường túy. Là có các trời rồng cảnh tất bài dương, atula la dương, ca lâu la dương, khẩn la dương, ma hầu la dạ dương, la sát quỷ cơ bàn trà quỷ phú đơn đa cùng với chúng quỷ ca trá phú đơn đa tất cả vô số trăm ngàn quỷ thần đại luật như thế cùng đến nơi tòa. Bây giờ Đức Thế Tôn ấn cúng chánh biến tri chẳng biết tất cả đại chúng đều đã tụ hội bèn vì họ được nói pháp thứ lớp công đức sâu rộng của kinh này. Vì muốn điều phục các hàng trời người nên lại gầm vang tiếng sư tử. Tất vì pháp hội này giả nói điều chưa từng có. Kinh pháp này là chỗ tu hành của chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể diệt trừ tất cả các khổ não lớn. Vì vậy, chư Phật luôn tôn trọng pháp này, đã tu hành, sẽ tu hành, nay vẫn tiếp tục tu hành. Do đó, Bồ Tát muốn cầu thân Như Lai phải nên tôn trọng pháp chân thật, kính thờ pháp giống như kính Phật. Vì sao? Vì pháp không khác Phật. Người nào cầu pháp nên đến ở đây. Hoặc trời hoặc rồng, nhân phi nhân. Người có thể cầu pháp phải mau xả bỏ các khổ, hành pháp trừ khổ. Phật nói là pháp tối thắng, cho nên Bồ Tát cầu pháp Bồ Đề là muốn đem lại lợi ích cho hết thảy thế gian. Các Bồ Tát này nhờ bố thí niềm vui giác ngộ cho tất cả chúng sinh, nên mau vượt qua được biển cả sinh tử. Nên ta trong khoảnh khắc giảng nói tam muội này là kinh dương chỉ diệu để giáo hóa chúng thế gian. Lúc này tất cả núi sông đại địa cùng lúc hiện đủ sáu cách chấn động, các chúng sinh đều tán thán. Lành thay, vì sao? Vì Đức Phật giảng nói, đang giảng nói tam muội dương niệm Phật này của Bồ Tát ấy. Đó là kinh điển đại thừa ví dụ, giới vô biên công đức nơi biển trí lớn. Khế trăm ngàn ức vô số này do tha vô số cõi nước nơi thế giới của các Đức Phật đều chấn động sáu cách. Đủ 18 tướng phóng đại ánh sáng thanh tịnh tỏa chiếu khắp. Bây giờ vô lượng chư thiên trên hư không đánh trống trời tiếng vang như sấm động, lại tấu lên các âm thanh hòa nhã. Đã có 8 vạn ức na do tha địa thần thiên nữ mang các tòa báu từ đất giọt lên đến trước Đức Thế Tôn, chư tâm cung kính dâng lên cúng dường. Là có càng tác bà dương là chủ nhạc tạo ra trăm ngàn ức na do tha vô số âm thanh di diệu rất đáng ưa thích. Là có các rồng và con của các long dương nở mai dày lớn che khắp thế giới, mưa xuống vô số hoa mạn đà, cõi trời và các hoa phi diệu ra đầy khắp đại địa, cao hàng trong gió thiên. Lúc đó đại long dương Tây Cát La ở trong hư không biến thành cung điện, dùng các báu trang nghiêm thủ tấn đẹp đẽ, dùng bột chiến đàn trời đã khắp tam thiên đại thiên thế giới của Đức Phật. Đã có các phạm thiên dương của cõi sắc ở trên Như Lai hóa ra lộng hoa báu che khắp tam thiên cõi nước, lòng ấy khắp nơi đều dâng treo các linh báu phát ra âm thanh giống như âm nhạc ở cõi trời tha hóa tự tại. Bây giờ tất cả chúng sinh trong hội này đều thua tâm từ bi hỷ xả, đã nghe pháp âm vui mừng không gì bằng. Mọi người đều chỉ tâm quy y tam bảo. Vô biên chúng sinh trong hội khi nghe pháp này phát tâm bồ đề vô thượng, lại có vô lượng các chúng sinh phát tâm cầu quả bất chi Phật. Vô số các chúng sinh phát tâm cầu đạt bồ đề thanh văn. Vô lượng các vị vua sắc lợi, sa môn bà la môn, tỳ xá, tu đà, trưởng giả, cư sĩ đều đạt được quả tu na hoàn, tức đại hàm a na hàm, để có vô biên các chúng sinh chứng quả la hán. Đức Thế Tôn nói kinh này xong, tất cả đại bồ tát đều rất vui vẻ. Bồ tát Bất Không Kiến, các đại bồ tát, chúng đại thanh văn và các hàng trời người ở thế gian, tám bộ chúng hộ pháp nghe Phật giảng nói đều rất vui mừng, hoan hỷ, đảnh lễ, phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trở nên bốn ăn nặng dưới các khổ ba đường. Nếu có thể nghe để phát tâm bồ đề hết một ba thân này, nên sinh qua cõi cực lạc. Nguyện cho con cùng tất cả chúng sanh ân nhân thân mạng quyến thuộc để an trụ ở trong cầu hầm cho Nam Mô A Di Đà Phật. Phát nguyện vãng sanh về
thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, rồi tương ứng với bản nguyện của Đức Phật được đầy đủ 10 tỷ tâm, thành tựu thiện căn công đức, hiếu cúng dường và pháp tăng tam bảo. Nguyện với chúng con sau này đời nào con thường được gặp Phật nghe pháp, thân cận chư Phật, chư Bồ Tát, phụng hành lời Phật dạy, rồi không quên sót. Khi mạng chung, chúng con được Đức Phật A Di Đà cũng như là Thánh chúng phóng ngực hào quang tiếp dẫn chúng con được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di.